Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái từ bài số 1 tới bài số 5 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 6 cũng như là bài số 7 em nha. Ta sẽ đi sang là bài số 6. Xem thử chúng ta phải đọc kỹ đề bài là nó giải bài toán bằng cách lập phương trình hay là hệ phương trình. Ở trong đây á, ví dụ trong bài số 6 này người ta không có ghi rõ là mình giải theo cái bài toán bằng cách lập phương trình hệ phương trình đâu, mà chúng ta phải nhớ này, nếu như ấy, mà trong một cái bài toán ấy, mà nó có hai cái dữ kiện mà nó đi đôi song song, ví dụ như là thịt cá, thịt lợn ví dụ thế, hoặc là bánh nướng, bánh dẻo ví dụ thế, em hiểu nào, hoặc là chương trình thứ nhất, chương trình thứ hai, thì hai cái dữ kiện này đi song song với nhau thì thường á là chúng ta sẽ là lập hệ phương trình, em hiểu nào. Còn nếu như mà không có hai dữ kiện đi song song ha, thì chúng ta sẽ nghĩ tới đó chính là chúng ta sẽ giải bài toán nó bằng cách lập phương trình, nhớ chưa đó. Kinh nghiệm làm bài chúng ta là như vậy nha. Một nhóm bạn trẻ cùng tham gia khởi nghiệp ha, một nhóm bạn trẻ cho chưa biết bao nhiêu người ha, đúng không, tham gia khởi nghiệp. Thầy nói khởi nghiệp đây đừng bữa nay cái mạng là sống ảo nhưng mà lừa tiền thật em nha. Chúng ta phải minh mẫn chứ không vào các cái nhóm khởi nghiệp rồi hô vang những câu khẩu hiệu rồi nói thu nhập bạc tỷ bạc đô đầu, mua cái khóa học cả chục triệu thậm chí cả trăm triệu sau đó là bị lừa em nha. Chúng ta phải minh mẫn em nha. Và dự định góp vốn là 240 triệu đồng. Như vậy ở đây cái số người ở đây đã biết chưa? Chưa biết. Cái số người ban đầu này tham gia khởi nghiệp này chưa biết em. Nhưng mà cái số người này tham gia góp vốn ban đầu ở đây là 240 triệu. Ví dụ như có 100 người đi, thầy lấy ví dụ nha, ví dụ có 100 người ban đầu đi mà ở đây tham gia khởi nghiệp cái vốn điều lệ thu được là 240 triệu, thì chứng tỏ ở đây cái số tiền của một người góp sẽ được bao nhiêu. 100 người là 240 triệu, thì ở đây một người thì góp ở đây là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ nhân chéo này chia ra, như vậy chúng ta sẽ có là sẽ bằng là 240, một người chia cho 100 thì mỗi người sẽ được là 2,4 triệu. Và thầy đã cho biết ở đây số người ở đây là 100 người ha, 100 người ở. Như vậy giả sử ở đây là số người đây là x, thì một người góp sẽ là 240 chia cho gì, chia cho x, ta hiểu chưa, hiểu kiểu đó thế nào. Rồi số tiền góp mọi người là như nhau, nghĩa là mày góp bao nhiêu thì tao góp bấy nhiêu à. Nếu có thêm 2 người tham gia, như vậy nếu chúng ta giả sử cái nhóm bạn trẻ ban đầu này là x, thì số tiền của một người chia ra thì nó sẽ là 240 chia x, có đúng không. Như vậy số người mà có thêm 2 người thì chứng tỏ nó phải là x cộng mấy à, ngay chỗ đây nó sẽ là x cộng 2 này, thì số tiền mọi người góp giảm đi là 4 triệu. Giảm đi là 4 triệu. Cái này là mấu chốt của để lập phương trình này. Cái này chắc chắn là lập phương trình chứ không thể nào hệ phương trình được, đúng không nào. Hỏi những bạn trẻ đó có bao nhiêu người đó, người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ gọi cái đó. Như vậy chúng ta sẽ bỏ từ hỏi đi, chúng ta sẽ thay vào từ gọi à. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gọi là số người ban đầu của nhóm bạn trẻ đó là x. Số người ban đầu của nhóm bạn trẻ đó đó chính là x. Thì khi đó cái số tiền mà góp mỗi người, nghĩa là một người đấy, số tiền góp một người này gọi là mỗi người ấy, thì chính là bằng bao nhiêu em, nó sẽ bằng là 240 chia cho gì, chia cho ít triệu, đơn vị đây là triệu đồng. Bây giờ sau khi mà tăng thêm 2 người đây, nếu có thêm 2 người này, số người ban đầu ở đây là ít, thì bây giờ nó sẽ là x cộng mấy à, nhóm bạn trẻ sau khi mà thêm 2 người này, nhóm bạn trẻ sau khi thêm 2 người thì chúng ta sẽ là x cộng mấy à, x cộng 2 người. Thì lúc đó một người á, thì khi đó số tiền góp một người sẽ là gì, sẽ là 240 chia cho gì, chia cho x cộng 2. Thì nên á,
lúc đó là tổng số tiền lớp giảm đi, nó sẽ giảm đi mấy triệu? 4 triệu. Giảm đi 4 triệu nghĩa là gì? Nghĩa là theo cái đề bài, nếu có thêm hai người cùng tham gia, cùng số tiền là như nhau, thì mỗi người góp giảm đi, giảm đi nha, giảm đi là 4 triệu. Giảm đi thì chúng ta sẽ lấy ban đầu, đúng, ban đầu là cái tăng này, cái lớn này, chúng ta trừ đi cho cái bé. Rồi sau khi mà tăng thêm hai người thì chắc chắn số tiền nó sẽ giảm. Như vậy chúng ta sẽ có phương trình là gì? 240 chia cho x, chúng ta trừ đi cho 240 chia cho x cộng 2, và ở đây sẽ bằng mấy? Ở đây sẽ bằng 4. Đó. Như vậy ở đây chúng ta đã lập được cái phương trình. Và cái điều kiện của chúng ta ở trên đây là x này nó phải thuộc là gì em? Thuộc là số tự nhiên. Đúng không nào? Ở đây là thuộc n sao á. Người thì nó không thể nào chúng ta đặt x lớn hơn không được. Một số bạn ấy sau khi học tới lớp 9 mà không biết khi nào, nghe thầy giải thích xíu này. Khi nào thì chúng ta x đặt x lớn hơn không, và khi nào thì đặt là x thuộc n sao, nghe thầy giải thích một xíu này. X lớn hơn không nghĩa là từ số mấy trở lên, chúng ta cứ hiểu là từ số 1 trở lên, nhưng trong đó có thể là 1,3 hay 1,4, cũng có thể là 2,3, 2,1, vân vân, nghĩa là nó là số dương. Nghĩa là trong đó có số chứa số thập phân dương thì nó vẫn lấy. Nhưng khi x thuộc n sao thì chúng ta ngầm hiểu là nó phải là thuộc tập hợp số tự nhiên khác không. Nghĩa là nó phải là các số nguyên là 1, 2, 3, 4, chứ không được là 1,3 hay 1,4 hay 1,5, hoặc là 3,5 hay 1, 3, tại vì số người thì không thể nào mà lẽ là số thập phân được. Em hiểu chưa? Hiểu bây giờ khi nào mà đặt x lớn không, và khi nào đặt x thuộc n sao chưa? Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ giải cái này ra. Để giải này thì đầu tiên chúng ta đi tìm điều kiện. Điều kiện xác định thì ở đây x nó phải khác mấy? X phải khác không, và chắc chắn là x khác không rồi, đúng không? Và đây x khác trừ 2 thì nó sẽ trùng với cái điều kiện này luôn. Tại vì x khác không và x khác âm 2 thì chắc chắn là hai thằng này nó đã nằm ở trong cái điều kiện là x thuộc n sao này rồi, đúng không? Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là gì nè? Mẫu thức chung ta là x. Mẫu thức chung của chúng ta là x nhân cho x cộng 2, đúng không em? Ở trong đây có mấy phân thức? 1, 2, 3. Ở đây người ta không ghi mẫu này nghĩa là 1 này. Nhưng mà thì chúng ta làm theo biểu diễn theo các phân thức mà người ta đã ghi. Ở đây trừ, ở đây một phân thức ở đây. Như vậy ở đây là x nhân này cho x cộng 2. Ở đây là x nhân cho x cộng 2, đúng không? Ở đây là x nhân ở đây cho x cộng 2. Ok. Ở trên tử thì lần có như nè, 240 nhân ở đây, 240 nhân ở đây, và số 4 nhân ở đây. Tao quy đồng này, lái này chia này, thì x chỉ x hết, ở đây nó sẽ là x cộng 2 này. Lái này chia này thì còn được x. Lái này chia này, chia thằng này chúng ta ngầm hiểu ở đây chính là mẫu 1. Ở đây nghĩa là mẫu 1 thì chúng ta lấy cái mẫu này chia cho 1 thì bằng chính nó, thì chúng ta sẽ nhân vào thầy ở đây là x nhân ở đây cho x cộng 2, đúng không? Để chỗ đây x nhá, cùng mẫu đó chúng ta bỏ mẫu ra, chúng ta nhân mẫu luôn nha. Lấy 240 nhân cho x này, nhân ở đây là 480, đúng không? Ở đây dấu trừ này, 240 x sẽ bằng ở đây là, chúng ta thấy là ở đây là 4x. 4x nhân x trở thành là 4x bình phương, 4x nhân cho 2 trở thành là 8x. Như vậy hai này triệt tiêu, đúng không? Hai thằng này triệt tiêu, sau đó chúng ta chuyển cái thằng này qua bên đây đổi dấu. Như vậy đây trở thành là 4x bình phương cộng 8x cộng đây cho 440. Ấy, trừ nhá, thì xin lỗi. Chuyển thằng này qua bên đây đổi dấu mà, chỗ đây sẽ là trừ. Ở đây sẽ là số 0. Ở đây chúng ta chia 4, đây chia 4, ở đây chia 4 thì ra được là x bình phương cộng 2x và trừ ở đây cho 120 bằng 0. Ở đây này, tới đây á, tí thầy sẽ chỉ em cái cách bấm máy tính này để nhẩm nghiệm này. Thầy sẽ chỉ em cách bấm máy tính nhẩm nghiệm nha. Đây, đây là phương trình đúng không, chứ không phải hệ phương trình. Như vậy chúng ta bấm menu này, 91. Đây, menu 9, thầy nói, bấm lại đi. Menu 9, ở đây là phương trình thì chúng ta chọn số 2. Ta chọn hai ẩn ở đây.
Như vậy đây chúng ta nhập đây là 1, 2, âm 120 đúng không? 1 này, 2 này, âm 120. Thầy bấm cái nhầm nè. Đấy. Ở đây là âm chứ không phải là dương. Thì sorry nha. Ở đây thì sao ta? 2, 1, 2, âm 120. Hiện nghĩ ra vô nghiệm. Đây, x1 bằng 10. Ở phương trình này có hai nghiệm này. Và x2 ở đây là bằng âm 12. Âm 12 này là loại này. Như vậy khi mà chúng ta viết ấy, x1 bằng 10, x1 bằng 10 đúng không? Nghe nó nè, x1 thì bằng 10, x bằng 10 thì có phải suy ra ở đây là x trừ 10 sẽ bằng 0 không? Còn nếu mà x bằng âm 12, có phải suy ra ở đây là x sẽ trở thành là cộng 12 bằng 0 không? Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra đấy. Còn từ đây chúng ta sẽ suy ra đây. Nên là khi chúng ta bấm ở trong máy tính nó ra được hai nghiệm này thì chúng ta sẽ suy ra được hai cái này. Thì cho hai này bằng 0 thì chứng tỏ thằng này á, chúng ta sẽ tách ra. Nếu như mà bạn nào thông minh á, thầy sẽ làm cách 1 này. Cách 1 là chúng ta làm theo kiểu truyền thống, nghĩa thầy vẫn chia sẻ ở đây có hai cách để chúng ta có thể làm ra nhanh nha. Nếu như bạn nào không thông minh mà làm theo kiểu truyền thống thì chúng ta sẽ tách như thế này. Nghĩa là chúng ta lấy x bình phương, chúng ta sẽ tách số 2x này ra. 2x này thầy sẽ tách trở thành là âm 10x cộng cho 12x trừ 120 bằng 0. Nghĩa là trừ 10x cộng 12x, nó cũng chính là 2x. Nghĩa là cái 2x này thầy sẽ tách ra trở thành là âm 10x cộng cho 12x. Có hiểu tại sao hai này xuất hiện không? Hai thằng này chúng ta phải thông minh giống chương trình lớp 8. Chúng ta đã phân tích đa thức thành nhân tử, hiểu chưa? Sau đó là nhóm hai này trở thành một nhóm. Thầy đang làm cách 1 là cách mà truyền thống giống như chương trình lớp 8. Sau đó thằng này thầy đặt x ra chung bên trong còn lại x trừ 10. Thằng này thầy đặt là 12 ra chung bên trong còn lại là x trừ cho 10 bằng 0. Khi đó chúng ta có x trừ 10 đặt chung thì bên trong còn lại là x cộng 12 bằng 0. Khi đó chúng ta sẽ giải nè. Các em hiểu không? Như vậy thì ở đây x trừ 10 bằng 0 và đây là x cộng 12 bằng 0. Khi đó ở đây là x bằng 10 và bên đây là x bằng âm 12. Thì thằng này là loại này. Thằng này lấy này. Rồi, như vậy nghiệm ta đây là 10 người. Ban đầu là 10 người. Được chưa? Còn đến cách 2 á. Cách 2 nghĩa là gì? Sau khi mà chúng ta bấm nhật ở máy tính á. Sau khi chúng ta đã bấm dùng máy tính, ta đã bấm là x1. X1 là bằng 10. X2 bằng âm 12. Thì chúng ta có quyền từ cái này nè. Thằng loại từ cái này. Chúng ta bỏ qua các bước này, chúng ta làm luôn, chúng ta sẽ đưa về trở thành là x trừ 10 nhân cho x cộng 12 bằng 0. Và chúng ta sẽ làm cái này luôn. Nghĩa là chúng ta sẽ bỏ qua cái bước tắt này, mà chúng ta làm từ phát xuống ở đây luôn. Vẫn được em nha. Đó. Chứ tại vì nếu như mà cái đầu chúng ta không nhẩm ra được như thế này, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái tuyệt chiêu giống như thầy ở đây. Thì nó vẫn ra, chúng ta suy luận ngược. Thầy vẫn chia sẻ hai cách và giáo viên vẫn cho các em điểm tối đa chứ không sao, đúng không? Đó. Nhưng mà cái bài này chúng ta sẽ giải ra là số người ban đầu chúng ta sẽ là 10 người em nhé. 10 người thì một người sẽ là bao nhiêu tiền? Sẽ là 24 triệu. Kinh khủng không em? 24 triệu thì nếu mà làm ăn ngon ấy, thì được. Tiền thì nó đĩa ra tiền. Chứ mà thầy chỉ sợ nó lùa gà. Nó lùa gà xong lấy 24 triệu kia rồi nó bị đi mất mang luôn. Rồi về khóc miếu máu với chồng với con là thôi xong rồi nha. Nên chúng ta phải minh mẫn. Cái này thì chủ yếu là phụ huynh các em thôi. Chứ còn đối lứa tuổi các em thì chưa. Tiền đâu mà đầu tư. Đúng không? Tại vì thầy thấy ở trên thời sự rồi trên mạng. Bữa nay rất là nhiều đối tượng lừa đảo các em. Nói ngon nó ngọt nhanh lắm. Nói sao mà lời nói không mất tiền ra, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra game, y xì như vậy. Thầy đây thầy chia sẻ cái cách sống, quan điểm sống thôi. Còn các bạn mà bố mẹ em cảm thấy hợp lý thì đầu tư nhé. Cái này tùy theo nhé, tùy theo cái đầu tư cái gì chứ không. Đây, thầy đã soạn sẵn cho các em.
quy đồng các kiểu này nọ, tắt thì thầy cũng đã làm ở trong đây luôn. Đây, tắt này. Mà tốt nhất là tắt như thế này. Tại vì sợ phán một phát từ đây xuống đây cái này, giáo viên sợ trừ điểm cái đoạn này. Nếu giáo viên mà dễ giải thì có thể chăm trước một xíu cũng không sao. Như thầy thì có thể chấp nhận. Từ này em làm ra đây là ok. Nhưng mà thầy sợ giáo viên trường của em khó chịu thôi. Phải nào. Ban đầu là nhóm bạn trẻ đó là có 10 người nha, ban đầu. Ở đây chúng ta có thể thêm chữ ban đầu nữa nha. Rồi, ta sẽ đi sang bài số 7 nha. Bài số 7. Ta đi sang bài số 7 nha. Coi thử bài này là phương trình hay là hệ phương trình nha. Một nhóm công nhân cần phải cắt cỏ ở một số mặt sân cỏ. Ví dụ như sân đá bóng ở mặt sân cỏ mà trồng á, thì bắt buộc phải có cái đội ngũ công nhân rất là hùng hậu để chăm sóc cái cỏ đó nghe. Nếu nhóm công nhân đó sử dụng ba máy cắt cỏ ngồi lái và hai máy cắt cỏ đẩy tay, thêm thang có hai điều kiện này: máy cắt cỏ ngồi lái và máy cắt cỏ đẩy tay. Ngồi lái nghe ngồi trên xe lái đấy. Như vậy ở đây là trong 10 phút này. Trong 10 phút thì cắt được bao nhiêu 290 mét vuông cỏ. Như vậy ở đây nó có hai loại này. Một cái cỏ ở đây là ngồi lái. Ngồi lái nó giống chiếc xe máy cày á. Còn hai là đẩy tay. Đẩy tay nghĩa là cái mà chúng ta cần phải đeo đeo bên hông để chúng ta đẩy tay. Đẩy đi á. Đẩy tay. Như vậy ở đây số máy cắt cỏ ngoài lá là máy máy, ở đây là ba máy. Còn thằng này máy hai máy. Nghĩa là trong 10 phút này. Trong 10 phút thì ba máy thằng này và hai máy này thì chúng ta sẽ làm được tổng cộng ở đây là 2990 mét vuông cỏ. Đó, thầy tóm tắt như này các em hiểu không? Nghĩa là trong 10 phút thì ba máy ngồi lái và hai máy đẩy tay thì tổng cộng sẽ làm được là 2990 mét vuông cỏ. Rồi, hai điều kiện có nghĩa là hệ phương trình ở đây. Đây ngồi lái này, đây đẩy tay này. Đó, tiếp tục. Nếu nhóm công nhân đó sử dụng 4 máy cắt cỏ ngồi lái và 3 máy cắt cỏ đẩy tay, trong 10 phút thì chắc chắn số mét vuông nó sẽ tăng lên. Tại vì nó tăng số máy lên này thì cũng là trong 10 phút. Thì ở đây ngồi lái á, ở đây tăng lên là 4 máy. Còn đẩy tay á, đẩy tay ở đây là 3 máy. Thì chắc chắn là cái tổng mà cái diện tích, gọi là cái diện tích á, thì nó sẽ tăng lên là làm được là 4060 mét vuông cỏ. Hỏi trong 10 phút. Như vậy thì chứng tỏ là cái 10 phút này thực chất nó chỉ là một con số để minh họa thôi. Để minh họa thôi, chứ cái thằng 10 phút này nó không liên quan gì trong cái việc mà lập phương trình hay là hệ phương trình cả. Em hiểu nào? Mỗi loại máy trên sẽ cắt được bao nhiêu mét vuông cỏ, biết rằng năng suất của các máy cắt cỏ cùng loại là như nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gọi cái số mét vuông cỏ, gọi là số mét vuông cỏ của cái máy ngồi lái này cắt được trong 10 phút là x, còn cái đẩy tay này là y. Ở đây là x và đây là y đúng không? Thì ở đây á, máy ở đây sẽ là ba máy thì nó sẽ là 3x. Chứ nó ba máy này sẽ thực hiện trong x mét vuông cỏ. Ở đây là có hai máy thì nó sẽ là 2y. Rồi mà tổng cộng ở đây là bao nhiêu? 2990 mét vuông cỏ, thì cái phương trình thứ nhất chúng ta sẽ là 3x cộng 2y sẽ bằng là 2990. Tương tự như vậy, ở đây là bốn máy thì nó sẽ là 4x. Thằng đây sẽ là 3y. Thì chúng ta có đây là phương trình thứ hai là 4x cộng 3y sẽ bằng là 4060. Đó, sau khi mà thầy tóm tắt được đề bài như này thì chúng ta nhìn rất là nhanh, rất rõ luôn. Nhưng quan trọng chúng ta đọc được cái đề bài, chúng ta phân biệt được đây chính là hệ phương trình, đây chính là phương trình. Nên là thầy nói rồi, nếu mà trong cùng một cái công việc nào đó mà thường nó có hai cái điều kiện mà nó đi song song với nhau thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới là việc là bài toán đó là giải bằng cách là lập hệ phương trình. Có cái này rồi thì chúng ta giải ra thôi.
chúng ta có thể làm bằng phương pháp cộng hay là phương pháp thế thì tùy. Ở đây thầy sẽ làm bằng phương pháp cộng đại số nha, thầy trực tiêu y nha. Ở đây em thấy đây là 2, thì chúng ta sẽ cái phương trình này nhân chéo cho số 2 này. Ở đây chúng ta sẽ nhân 2. Ở đây 3 đúng không? Thì thầy ở đây sẽ nhân 3, chéo vào đây và chéo vào đây. Chúng ta đã hiểu về phương pháp đúng không? Thì từ đó chúng ta có là 3, lấy 3 nhân vào đây thì 9x cộng ở đây là 6y. Lấy 3 nhân cho 3 nhân cho 2 990 sẽ bằng ở đây là 8970. Rồi chúng ta lấy 2 nhân vào đây là 8x6y4060 nhân cho 2 thì 8120 này. Rồi bây giờ chúng ta trừ được không? Trừ thì lát này trừ này thì còn lại là x. Thằng này trừ này bằng 0. Lát này trừ này. Như vậy thì nó ra được là 8970 trừ 8120 sẽ bằng 850 này. Như vậy thì 850 đúng không? X ở đây lớn không thì thằng này nó sẽ thỏa mãn này. Như vậy cái anh mà ngồi lái á, cái anh ngồi lái là anh làm được cứ một máy như vậy thì trong 10 phút á, cứ một máy thì nó sẽ làm được 850 mét vuông này. Như vậy còn cái y thì ở đây chúng ta thế phương trình nào cũng được. Chúng ta thế phương trình đầu này đi. Chúng ta ra được là gì nè? 3 nhân 850 cộng 2y sẽ bằng 2990. Nhưng mà chúng ta lấy 3 850 đúng không? Nhân cho 3 sẽ bằng là 2550 cộng 2y sẽ bằng 2990. Như vậy 2y chúng ta lấy này trừ này, 2990 trừ cho 2550 sẽ bằng ở đây là 440. Như vậy y này sẽ chia cho 2, 220 thỏa mãn luôn. Như vậy thì ở đây là ngồi lái á, cái anh ngồi lái ta kết luận là ngồi lái sẽ làm được là một máy là 850 mét vuông là trên một máy này. Còn cái anh mà đẩy tay thì chắc chắn nó sẽ làm không thể là bằng ngồi lái được, nó chỉ làm được là 220 mét vuông trên một máy thôi đó. Cái kết luận cuối cùng chốt hạ chúng ta là như vậy. Quan trọng là phải biết cách tóm tắt được như này. Chúng ta đọc hết đề thì chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái lăng tăng là cái 10 phút này, xem thử nó có liên quan gì trong cái việc lập cái phương trình hệ phương trình không. Nhưng thực chất cái 10 phút này nó không phải liên quan gì cả, nó chỉ là một yếu tố để người ta hỏi thôi nha. Sau khi chúng ta làm xong cái này rồi á, thì theo thầy chúng ta nên bấm lại máy tính để chúng ta kiểm tra. Ta bấm menu 912 thì ở đây chúng ta kiểm tra giùm thầy này. Ở đây là 3 2 2 9 9 0, ở đây là 4, ở đây 3, ở đây là 4060. Đây, như vậy ra x được là 850 là đúng chưa, ok chưa? Và y đây là 220, chính xác cho game đó. Sau đó chúng ta kết luận thôi. Như vậy chứng tỏ là cái bài này chúng ta giải là hoàn toàn chính xác rồi đấy nha. Rồi đây, cái bài chi tiết thì thầy cũng đưa cho các em, nó hơi dài tại vì các em phải có ghi có chữ trong nó, tại vì người ta làm mình tự luận mà phải lập luận cho các em, chứ đâu phải đùng cái nó ra được cái phương trình đó, đâu ra phương trình được, mà chúng ta phải lập luận, phải gọi và đặt điều kiện. Nhớ khi mà gọi xong rồi, cái bước tiếp theo là phải đặt điều kiện ngay. Nhớ chúng ta phải phân biệt được khi nào x lớn không và khi nào x thuộc n sao. Hai cái đấy chúng ta rất là hay lăng tăng. Thầy nãy thầy đã giải thích ở trong cái bài đầu tiên rồi, cái bài số 6.
được chưa? Việc giải hệ phương trình này thì đố các em thầy nghĩ là bây giờ nó quá ư là đơn giản rồi, chứ nó không còn cái gì mà gọi là nó phải khó khăn hay này nọ cả. Muốn giải theo phương pháp nào cũng được, đúng không? Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 8 và số 9. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok, 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 ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.